có thể thấy được FPS rất là ổn định, đạt ở mức 135, 125 lên đến 135. Rất là mượt mà luôn. Hiển thị sắc nét. Thì FPS của máy đang dao động là 120, 135. Đó, các bạn có thể thấy được. RAM chỉ tốn khoảng 6GB. CPU hoạt động khoảng 20%. Hello các bạn, mình là Duy Anh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc máy Dell Gaming với tầm giá dưới 20 triệu, chính xác là 18.500. Trang bị chip Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 512, card đồ họa rời GTX 1650 Ti, độ phân giải màn hình Full HD. Đó chính là chiếc Dell Gaming G5-5500. Đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá và trải nghiệm chiếc máy Dell Gaming này nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem chiếc máy Dell G5-5500 này nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy được là chiếc máy được làm bằng nhựa cao cấp nè, rồi phủ một lớp sơn đen mà ánh màu nè. Đó, các bạn thấy đen nè, nó hơi ánh những cái hạt, những hạt màu lên. Đó, trang bị cái logo Dell màu kim loại nè, cái màu ánh kim nè, nhưng mà khi các bạn vào ánh sáng sẽ đổi màu giống như là titan vậy. Đó, mặt sau của máy nè, trang bị một cái khe tản nhiệt, một cái phần lưới nè, lưới tản nhiệt rất là rộng luôn. Với hai cổng USB ở bên phải, một jack tai nghe 3.5 và một thẻ, một khe để cắm thẻ SD nha các bạn. Đó, logo G5 ở phần bản lề nè. Rồi, bên trái là cổng sạc nguồn, cổng HDMI nè, cổng USB nè, và cổng kết nối mạng LAN, cổng Type-C. Đó, về cổng kết nối rất là đa dạng nha các bạn. Loa nè, cái khe loa ở đây, hai bên khe loa nè. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra bên trong để các bạn xem bên trong, khám phá bên trong như thế nào nha. Ok, mình vừa mở chiếc máy này ra nè. Các bạn có thể nhìn sâu vào bên trong của chiếc máy. Máy trang bị hệ thống tản nhiệt rất là tốt nha các bạn. To nè, hai quạt hai bên nè. Tản nhiệt rất là tốt. Hai khe RAM. Đây đang cấu hình 16GB cho nên ở đây là hai khe là hai thanh 8GB. Các bạn có thể nâng lên hai thanh 16 là được 32 nè, hoặc lên là hai thanh 32GB luôn. Ở vị trí này là card wifi, hoặc ở đây là chúng ta có thể trang bị thêm một cái ổ HDD 2.5 để lưu trữ dữ liệu. Mà bên mình thì hiện tại với cấu hình đang có là SSD 512 cho nên là chỉ đang gắn một cái ổ SSD ở đây. Đó, còn khi mà các bạn mà có nhu cầu gắn thêm ổ HDD 2.5 thì chúng ta có thể nâng cấp và mua gắn vào cái vị trí ở đây. Với 51W thì chúng ta có thể sử dụng chơi game mà làm việc, nhưng mà sẽ trong khoảng thời gian tầm 1-2 tiếng thôi nha các bạn. Vì khi với các máy gaming đồ họa nặng thì sử dụng pin thời gian sẽ không lâu. Khi chúng ta sử dụng những cái tác vụ nặng thì khi đó chúng ta nên cấm sạc. Thì hầu như các máy trạm như các máy gaming chúng ta nên cấm sạc để sử dụng tối ưu hiệu quả của chiếc máy. Còn nếu mà chúng ta chỉ là xem YouTube, lướt web thì cái thời lượng pin sẽ lâu hơn, khoảng 3-4 tiếng. Ok, bây giờ mình sẽ ráp chiếc máy này lại nha. Thì với bạn nào mà không rành, không chuyên thì chúng ta không nên tháo lắp máy. Chúng ta nên đem ra những tiệm để mà người ta chuyên, người ta tháo lắp cho. Bây giờ mình sẽ ráp lại và mình bật máy lên, test trải nghiệm hiệu năng ở một số phần mềm cũng như là một số game. Ok, đầu tiên là mình sẽ cho máy chạy với phần mềm Format. Đây là một phần mềm test đồ họa của rất nhiều anh em đang sử dụng. Thì mình đang cho ở chế độ Full HD. Các bạn thấy được là FPS ổn định ở mức 30 FPS. Với một cấu hình như thế này thì khi mà test Format Full HD là
một cái độ phân giải khá là cao thì cho chỉ số FPS 30 cũng rất là ok nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở phần mềm Photoshop ra nha các bạn. Đây mình sẽ mở các file của mình. Thì với chiếc máy này chúng ta có thể vừa chơi game nè, vừa làm được các tác vụ như là chỉnh sửa hình ảnh trên Photoshop hoặc là Illustrator. Có thể tải thêm Premiere Pro hoặc After Effects chúng ta có thể làm vẫn được. Đó, nhưng mà với các phần mềm nằm về thiên về 3D hoặc render nặng thì chúng ta không thể bắt chiếc máy này có thể là render một cách mượt mà được nha các bạn. Nó chỉ đáp ứng một phần nào đó cho chúng ta thôi. Nhưng mà với các thiết kế đồ họa 2D thì các tác vụ có thể phục vụ rất là tốt. Đó, các bạn có thể thấy nè, mình làm nhiều file cùng một lúc. Đó, kéo thả. Đó, các bạn thấy không? Vẫn rất là mượt mà. Ok, các bạn có thể thấy được là với tựa game 7554 nè. Đây là một game offline khá nổi tiếng của Việt Nam. Thì FPS của máy đang dao động là 120-135. Đó, các bạn có thể thấy được. RAM chỉ tốn khoảng 6GB. CPU hoạt động khoảng 20%. Hiển thị rất là sắc nét nha các bạn. Rất là mượt mà. Và đây là tựa game FIFA Online 4 nha các bạn. Một tựa game rất quen thuộc với anh em nào mà đam mê bóng đá. Chúng ta có thể thấy được là FPS dao động rất là ổn định. 60 FPS, chỉ số FPS rất mượt mà cho chúng ta chơi các game online như thế này. RAM thì cũng khoảng 8GB thôi. CPU hoạt động khoảng 30%. Mình đang sử dụng chơi game bằng wifi nha các bạn. Các bạn thấy được là rất là mượt mà luôn. Mình đang chỉnh setting khoảng vừa, đồ họa cỡ vừa. Đó, chúng ta thấy được là hình ảnh sắc nét. Màn hình thì chống chói Full HD. Đó, wifi thì mượt mà nha các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà ở nhà có thêm dây mạng, chúng ta sẽ cắm vào, vì máy này có trang bị thêm cái cổng LAN. Để nếu mà các bạn muốn mượt mà hơn, hoặc là do đường truyền wifi của gia đình mình nó không ổn định. Ok, mình tiếp tục với cái tựa game tiếp theo. Và bây giờ mình đến với game đột kích huyền thoại nha các bạn. Có thể thấy được FPS rất là ổn định, đạt ở mức 135, 125 đến 135. Rất là mượt mà luôn. Hiển thị sắc nét. RAM thì khoảng 10GB, đang chiếm khoảng 10GB. Rồi chúng ta còn trống khoảng 40%. Các bạn thấy không? Bắn rất là sướng, rất là phê. Quá tuyệt vời luôn. Chỉ với tầm giá dưới 20 triệu, chính xác là 18.500.000 đồng. Đó, thì chúng ta có thể có được một chiếc máy có thể chơi game, nè, học tập, làm những công việc đồ họa, xử lý các file tác vụ văn phòng. Rất là mượt mà. Trong lúc mình chơi thì cảm thấy chiếc máy rất là mát luôn nha các bạn. Không hề nóng. Các bạn thấy không? Rất là mượt luôn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi trải nghiệm và khám phá em máy Dell Gaming G5 5500. Nếu các bạn có nhu cầu về sản phẩm này cũng như các sản phẩm khác, hãy liên hệ vào số điện thoại của mình bên dưới. Cảm ơn các bạn đã cùng nhau ủng hộ kênh Nhân Laptop suốt thời gian qua. Hãy nhớ bấm like, đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Xin cảm ơn.